Kỳ tích trên đường đến suối vàng. Hôm nay, tiện tay lật một tờ báo, mở ra xem thấy một tai nạn giao thông quá nhiều. Thậm chí có người tận mắt thấy các thảm trạng máu thịt tung nóc, đầu một nơi thân một nẻo. Hai ngày trước, ngày 22 tháng 9 ở Trung Quốc, thời báo đăng tin một người phụ nữ vì tận mắt chứng kiến thảm cảnh tai nạn giao thông mà tinh thần phân liệt, phải rời nhà để tìm chỗ nghỉ ngơi. Do đó có thể thấy được giao thông có thể gây ra họa lớn vậy. Dưới đây xin kể lại một việc thật, xe bị hủy hoại hoàn toàn, mà kỳ lạ là người thì không bị thương vong. Tờ Tân Văn ghi lại là được lọt lưới. Chỉ ít, tôi không được xem lời dẫn của ký giả Tân Văn. Bạn có tin không? Thế giới thật vẫn có những chuyện bất khả tư nghi mà. Liên tiếp mấy ngày trời nắng nóng dữ dội, khiến cho nội thị Đài Bắc phải chia khu vực cấp nước. Một buổi sáng ở tại kiểu Dương Hạ, mọi người trên lưng với mồ hôi ròng ròng, thở không kịp nghỉ, trên đường tráng nhựa, dầu chảy ra mềm nhão. Ngày 18 tháng 8, sau ngọ đột nhiên trời đổ mưa dầm, càng lúc càng lớn, từ thưa đến dày, lại thêm sấm chớp giao nhau đẹp như vạn con ngựa chạy nhảy. Mọi người được cơn mưa lớn này, ai cũng mừng rỡ, mấy đứa trẻ nhỏ chơi đùa trong mưa, chân tay vẫy múa. 2 giờ 15 phút chiều, Chu Vương Thu Cúc lái chiếc xe Linh Mộc có chở 80 chiếc xe máy Ý, chở các bao tải lớn chuẩn bị đem đến phân chia cho các hộ. Giữa đường gặp lúc trời mưa xối xả, xe chạy đến ngã tư giao lộ của đường Trung Hoa và đường Thành Đô. Chỉ gặp đèn xanh nên được quyền đi thẳng qua đường Trung Hoa, thì có một chiếc xe khách lớn của hãng xe Chỉ Nam chạy rất nhanh phía sau vượt lên, muốn quẹo qua đường Thành Đô. Khi bẻ quẹo qua khúc cua thì ầm một tiếng, hai xe đâm sầm vào nhau. Kế tiếp xe hàng như nằm dưới hầm xe lớn, từng kiện hàng rơi vãi trên mặt đất, chị tưởng như đã bị bỏ mạng rồi. Không biết sự việc như thế nào, nhưng khi nằm dưới gầm xe trong chốc lát, chị có cảm giác như một luồng hơi nóng tỏa khắp toàn thân. Chiếc xe thì bị kéo lê khoảng vài mét, chị nghe như trên đường có người kêu to, bảo xe kia dừng lại. Rồi phát hiện mình đang ở dưới xe, bánh xe trước ở sau xe đối phương, nằm thẳng trên đất đầu hơi nghiêng, còn bánh xe sau nằm sủi lơ trên mặt đường vẫn còn quay, như muốn xoay nghiêng, khiến tâm chị vô cùng hoảng sợ. Diễn tả thì chậm, nhưng sự việc xảy ra rất nhanh, xe khách nghe người đi đường kêu dừng lại, phát hiện tình huống không ổn, liền thắng gấp lại. Bấy giờ, cô ta nghe tiếng người đi đường la một cách hoảng hốt, đồng thời bánh xe sau bị chặn đứng lại. Ngay xe hơi của cô ta chỉ một chút xíu thôi, không bị đầu một nơi thân một nẻo. A Di Đà Phật, tài xế vội vã xuống xe, hai tay đưa xuống xe tưởng là kéo được cô ta ra. Không ngờ, thân xe gần sát mặt đường mà họ Chu này đang bị đè lên bởi 80 xe máy Ý, mặc dù cố hết sức vẫn không kéo bà ta ra được. Kỳ lạ là dù được đẩy trở lại, tại sao vẫn không kéo ra được? Tài xế người đầy mồ hôi, đúng là vì mạng người là quan trọng. Bà Chu cảm thấy chân mình đau dữ dội, nghĩ ra bị xe đè gãy, rên rỉ nhưng não bộ lại vẫn tỉnh táo. Có người cuốn xuống, cầm xe nói chuyện với bà. Bà bảo cho người ấy biết số điện thoại của doanh nghiệp Kiện Kiện Mỹ ở khu Cổ Đình, để họ gọi điện thoại tìm người phụ trách đến. Một lúc sau, toàn bộ hành khách trên xe khách xuống, khoảng 10 thanh niên vây quanh xe, để khiêng thân xe lên. 4 thanh niên khác cẩn thận dỡ từng xe máy ra khỏi người bà Chu. Tài xế cũng giúp vào, lái xe đưa bà đến bệnh viện lớn nhất để chăm cứu. Sau này, đồng sự của bà mới kể cho bà nghe, sau khi đưa bà đi bệnh viện, nhân viên giao thông đã sớm đến hiện trường. Cục cảnh sát cũng đến, nhìn thấy xe máy biến hình, thân xe móp méo lồi lõm, vật liệu rơi vãi đầy mặt đất, lắc đầu nói chắc chẳng sống nổi. Dạ có sống thì mạng chỉ còn một nửa. Nói xong cũng đi đến bệnh viện. Sau đó hai người cảnh sát giao thông lấy thước đo vẽ lại hiện trường. Cảnh sát hỏi chủ xe, quẹo sang phải sao không bấm còi báo hiệu? Chủ xe nước mắt đầy má nói, có chứ. Cảnh sát lớn tiếng la chủ xe, có bấm còi cảnh báo thì sao người và xe máy lại chui thẳng vào gầm xe của ông? Tài xế nói tiếng mưa quá lớn, không thể nghe được tiếng còi cảnh báo.
Tóm lại, chẳng ai dám đứng ra gánh trách nhiệm vì sợ nhân mạng. Sau cùng bị nghiêm trách nặng, tâm lý thêm sợ hãi, nhìn mọi người mà khóc. Tại bệnh viện, sau khi chẩn đoán, bà Chu không bị một vết thương nào. Một cảnh sát đứng bên cạnh hỏi, bà có biết có một chiếc xe tông vào xe bà không? Bà đáp đó là xe chỉ nam. Cảnh sát cười một cách an tâm, tốt lắm, đại khái không bị chấn thương não. Bà Chu hỏi cảnh sát, xe của tôi thế nào rồi? Cảnh sát trả lời, bà còn hỏi xe thế nào ư? Bà quả thật may mắn, mạng rất lớn. Bác sĩ đã làm đủ các khám nghiệm, kiểm tra toàn thân, chứng minh bà không việc gì, có thể trở về nhà. 3 ngày sau, não bộ vẫn bình thường, không có dấu hiệu chấn thương, bà rất an tâm. Chỉ vì nghĩ xe máy của bà bị tông đến biến dạng, mà bản thân bà cuối cùng vẫn bình an, thậm chí không có vết trầy xước, thật là bất khả tư nghì. Bà hết lòng cảm tạ hành khách để trợ giúp người đi đường, ngoài ra còn cảm tạ sự gia hộ vô hình của Địa Tạng Bồ Tát nữa. Để cảm tạ sự bảo hộ của Bồ Tát, bà Chu đến nhà chúng tôi. Ngày 21 tháng 8, sau khi ăn tối, ông nhận được một cuộc điện thoại hỏi trong nhà chúng tôi có Phật đường thờ Thánh Tượng, Địa Tạng Bồ Tát hay không, hẹn sẽ đến lễ bái Bồ Tát. Ông tôi hỏi bà về sự việc thế nào, bà kể lại tai nạn xe nhưng không bị thương tích gì, nên trước hết cảm ơn ông tôi đã cho bà thỉnh tượng Địa Tạng Bồ Tát. Đại khái khoảng 8 giờ rưỡi, ông tôi đi xe hơi đến chở bà, mang theo rượu nho trái cây, giấy tiền vàng bạc. Ông bảo bà lễ cúng Phật Bồ Tát không cần phải đốt giấy tiền, chỉ cần chí thành cung kính là được. Mọi người ngồi phía sau, bà Chu kể cho chúng tôi nghe việc bà gặp tai nạn. Khi bà kể xong, chúng tôi đều mở to hai mắt quan sát người bà, quả nhiên không có một chút dấu vết nào là bị thương cả. Nếu không phải bà hiện thân thuyết pháp thì mọi người thật khó tin vậy. Bà kể bà nhờ ông nội làm cho bà một tượng Địa Tạng Bồ Tát nhỏ để đeo trước ngực, để có cảm giác Bồ Tát luôn ở bên mình. Những việc sai trái đều không dám làm. Mỗi lần lái xe ra ngoài, lúc nào cũng thấy Bồ Tát ở trong mình, trong tâm cảm được sự an toàn khởi lên. Lần này bị tai nạn, thật là được Bồ Tát bảo hộ. Ông cha bảo bà rằng, Bồ Tát Địa Tạng lấy từ bi và nguyện lực làm nhân duyên, khuyên bà từ nay về sau nên làm các việc thiện và trì niệm danh hiệu Địa Tạng Bồ Tát. Nguyện lực của Bồ Tát thật bất khả tư nghì, vì bà chưa bao giờ tiếp xúc với kinh Phật, đối với giáo lý Phật cũng không có hiểu biết. Vợ chồng bà Chu là bạn trà đạo của ông tôi, nhân đây ông tôi cũng vì họ mà nói các sự tích của kinh Phật, khuyên họ không giết hại, chỉ mong Bồ Tát gia hộ mới giảng cho họ hiểu tinh thần vô duyên đại từ, đồng thể đại bi của Bồ Tát. Trong kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện chép, Bồ Tát hư không tạng hỏi Phật, trong đời vị lai, nếu có thiện nam tín nữ và tất cả trời rồng nghe kinh điển này và danh hiệu của Địa Tạng Bồ Tát hoặc chiêm lễ hình tượng thì được bao nhiêu lợi ích? Phật bảo hư không tạng Bồ Tát, nếu đời vị lai có thiện nam hay tín nữ thấy hình tượng Địa Tạng Bồ Tát và nghe kinh điển này cho đến đọc tụng, dùng hương hoa ẩm thực, y phục trân bảo bố thí cúng dường, tán thán chiêm lễ thì được 28 điều lợi ích. 1. Trời rồng hộ niệm. 2. Phước lành tăng trưởng. 10. Quỷ thần hộ trì. 19. Các tai nạn tiêu diệt. 20. Tốt nghiệp tiêu trừ. Ông tôi một lòng hoan hỷ cung cấp tượng Phật cho mọi người kết duyên. Không nên nghĩ rằng một bức tượng Địa Tạng nhỏ thì sao có thể phát sinh oai lực như thế. Trừ việc tán thán oai đức thần lực bất khả tư nghì của Địa Tạng Bồ Tát, ngoài ra những việc khác làm sao có thể giải thích việc gặp tai nạn giao thông dữ dội mà không bị thương tổn gì cả như trên. Chuyển từ tạp chí Nhân Thừa quyển 2, ngày 10 tháng 11 năm 1969. Ha, ha, ha,